Rồi, mến chào quý anh chị ha, là em đây, Phan Hảo, Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường tỉnh lộ 44A, tọa lạc tại trung tâm của xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì phía trước màn hình của anh chị là view núi Minh Đạm ha. Hướng này là đi về biển Long Hải nha quý anh chị. Mình cách biển Long Hải khoảng tầm là hơn 5 km thôi nha. 5,5 km, khá là gần ha. Đi khoảng tầm 7 phút đi xe là tới biển Long Hải rồi. Và cũng là hướng đi về biển Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc là mình đi hướng này ha. Đi qua thành phố Vũng Tàu cũng được quý anh chị, đi về cầu Cửa Lắp ha. Còn hướng ngược lại đây là về thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đi mình cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 80 km nha quý anh chị. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một căn nhà nằm ngay sau lưng căn góc hai mặt tiền đang kinh doanh này luôn nha quý anh chị. Đi vào đây ha. Mình cách đường tỉnh lộ đâu đó khoảng tầm là 30 mét thôi nha. Đây, vị trí của mình nó có thể là kinh doanh buôn bán tốt luôn. Ở đây là biệt thự nhà vườn rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Thì sản phẩm em muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất tổng diện tích là 189 m², full hết thổ cư ha. Bám mặt tiền đường nhựa này là 20 m quý anh chị. Sâu vào trong là 10 m, có căn nhà cấp 4 ha. Hiện tại chủ đang kêu chỉ có 2,1 tỷ thôi. Đây, có nhà cấp 4 nè. Phía sau vẫn còn đất rộng nha quý anh chị. Phía bên hông nó vẫn còn đất rộng ha. Đây, bám mặt tiền từ cái mấy nhà bên này qua bên đây 20 m nha quý anh chị. Bám mặt tiền đường nhựa. Đây, 20 m, dài xuống tới đây luôn quý anh chị. Đây, tới đây là 20 m ha. Sâu vào trong là 10 m. Cạnh bên kia là 10 m, cạnh bên này là 8,5 m nha quý anh chị. Tới cái bờ đá này. Đất mình là cao ráo ha, cao hơn đường. Phía bên kia là có nhà cấp 4 nha quý anh chị. Có nghĩa là một nửa nhà cấp 4, một nửa đất không nha. Đây, đây quý anh chị, có móc móc đỏ này. Cái bờ đá này của mình luôn nha. Đất của mình quay về hướng Tây Bắc ha. Ở đây thì khu dân cư, trong này là biệt thự nhà vườn rất là nhiều luôn. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Giá hiện tại chủ kêu chỉ có 2,1 tỷ thôi quý anh chị. Đường nhựa thông thường hết nha quý anh chị. Đi vào đây xong rồi rẽ trái cũng đi ra, cũng đi ra tỉnh lộ 44A được luôn nha quý anh chị. Đây. Mình cách tỉnh lộ 44A khoảng tầm 30 m thôi quý anh chị. Một nửa mình là có nhà cấp 4 và một nửa là đất không. Mình có thể thiết kế về làm vườn trái cây đây ha. Tại vì mình bám mặt tiền đường nhựa là tới 20 m lận nha quý anh chị. Đây, từ cái mấy này, từ mấy này qua bên góc từ bên kia là 20 m. Sâu vào trong là một cạnh 10 m, một cạnh là 8,5 m nha. Full hết thổ cư, đất ở nông thôn toàn bộ nha quý anh chị. Thì anh chị nào đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe Hoa Mai Toàn Thắng là đi bộ vào sản phẩm của mình luôn ha. Mình là sát với tỉnh lộ 44A luôn. Từ vị trí của mình di chuyển về biển Long Hải khoảng tầm là 7 phút đi xe thôi nha quý anh chị. Khá là gần ha. Thì ở đây khu dân cư đông đúc rồi, tiện ích xung quanh, trường học, ủy ban, chợ rất là gần luôn quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sát tỉnh lộ 44A ha. Đây quý anh chị, thì chủ đã gửi cho em sổ và sơ đồ vị trí hết rồi ha. Nhưng mà hơi mờ ha. Thì anh chị nào mà quan tâm thì inbox Zalo cho em gửi trực tiếp xem ha. Bây giờ em sẽ soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây quý anh chị, đây là bản quy hoạch của mình, tổng diện tích là 188,7, đất ở nông thôn toàn bộ ha. Bám mặt tiền đường nhựa là 20 m, cạnh này là 10 m, cạnh này là 8,5 m ha. Để ra đây một chút xíu là tỉnh lộ 44A đây quý anh chị. Đây, tỉnh lộ 44A này. Hướng này là đi về thành phố Bà Rịa, về thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình là gần khu công nghiệp Chân Chun nha quý anh chị. Khu công nghiệp đó hiện tại đang khoảng tầm 5.000 công nhân, khá là đông ha. Mình cách khu công nghiệp đó khoảng tầm là 500 m thôi. Còn hướng ngược lại đây là đi về Phước Hưng, đi về Long Hải, gần biển Long Hải luôn ha. Rồi anh chị nào quan tâm cái sản phẩm thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, sát tỉnh lộ 44A thì inbox liền cho em nè ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.